Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng từ nước Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua, cơ quan Transparency International, tức là cơ quan trong sáng quốc tế, có ra một bản nhận định. Bản nhận định đó họ gọi là Corruption Perceptions Index 2021, tức là chỉ số nhận thức về vấn đề tham nhũng năm 2021, mà họ tập trung về 10 quốc gia khối ASEAN. Thì thưa quý vị, trong đó họ liệt kê nước nào là nước được trong sạch nhất. Trong sạch nhất là 100%, thưa quý vị. Tệ hại nhất là con số 0%. Thì đứng trên bảng, trong đó nước Cambodia là 23 điểm, Myanmar là 28 điểm, Lào là 30 điểm, rồi thứ tư Philippines là 33 điểm, thứ năm Thái Lan là 35 điểm, thứ sáu Indonesia là 38 điểm, thứ bảy Việt Nam là 39 điểm, thứ tám Timor Leste là Đông Timor 41 điểm, thứ chín Malaysia là 48 điểm, thứ 10 là Singapore là 85 điểm. Thưa quý vị, tôi xin đính kèm cái bảng thống kê đó. Đó là bảng thống kê của Transparency International cho năm 2021. Trong bảng thống kê này thì Việt Nam đứng hàng thứ 7 sau nhiều quốc gia như là Cambodia, Myanmar, Lào và cả luôn Thái Lan, Philippines và Indonesia. Về thang điểm thì mới được có 39, không phải là thang điểm tốt gì lắm, nhưng ít nhất cũng còn hơn cả Philippines, Thái Lan, Indonesia, là những quốc gia có cơ chế đa đảng rất là lâu năm rồi. Và đương nhiên là hơn cả Lào, hơn cả Myanmar và hơn cả Campuchia. Tôi không có khuyến khích con số bảng đứng 39 điểm. Nhưng mà nhìn vào thực tế thì thấy rằng chúng ta cũng còn hơn những quốc gia mà bên đài RFA và những người chống cộng cực đoan ra rã hàng ngày đòi phải bắt chước theo mô hình đó, đó là mô hình đa đảng. Nhưng đa đảng ở tại Indonesia, đa đảng ở tại Philippines, đa đảng ở tại Thái Lan thì quý vị thấy không hơn được Việt Nam mà còn thua cả Việt Nam. Còn đơn đảng cầm quyền như là Singapore thì con số điểm thật quả là tuyệt vời, 85 điểm. Thưa quý vị, nhìn vào bảng liệt kê con số đó có thể quý vị không tin, nói rằng là chứ ôi sao Việt Nam có thể trong sạch hơn được những nước như là Philippines, Thái Lan hoặc Indonesia. Quý vị có thể không tin, nhưng mà một khi những cơ quan này họ làm một sự thống kê thì họ dựa lên trên nhiều cơ sở để họ đánh giá và họ so sánh. Thì ít nhất chúng ta cũng dựa lên trên những cơ sở đánh giá đó
thì chúng ta cũng có một chút về khoa học và niềm tin cho vấn đề của đất nước đang từ từ trong sạch hóa. Cơ quan Transparency International có thể đã đánh giá Việt Nam với con số 39 trên cả Indonesia, Philippines và Thái Lan. Có lẽ trong năm ngoái và năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề xướng lên chính sách đốt lò làm sạch nguồn máy trong đảng và trong nhà nước. Có lẽ một phần như vậy. Chúng ta phải nói dưới thời kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì quả thật đất nước trong sạch hơn nhiều. Điều đó là điều thấy hiển nhiên. Nên con số đó gia tăng là một điều bình thường. Và tôi nghĩ nếu tiếp tục như thế này, minh bạch hơn, thì trong những năm tới Việt Nam sẽ qua mặt chỉ số của Malaysia và luôn cả Timor-Leste để rồi đứng hàng thứ hai sau Singapore. Tại sao Singapore lại là một coi như là một mô hình chúng ta ngóng trông tới? Thưa quý vị, Singapore làm được điều này là vì thời kỳ của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người vận động thành lập quốc nước Singapore. Ông quan niệm đó là nếu các cán bộ được trả lương đúng mức khả năng của họ thì họ bớt đi tính hư tật xấu của con người, bớt đi sự tham nhũng. Nên ông đã mời một hội đồng cố vấn tham khảo, thì so sánh các quốc gia mức lương của những cán bộ ở nơi đó và khả năng người làm việc thì phải trả theo khả năng và chức vụ. Chức vụ là thí dụ như là được 100 đô đi, đó là căn bản. Nhưng người đó giỏi thì thêm những cái bonus cộng vào thì thêm 100 đô nữa thành 200 đô. Thì cái người có khả năng và ở trong chức vụ họ bớt đi tham nhũng rất là nhiều, thưa quý vị. Khả năng và chức vụ phải được trả lương tương ứng thì bớt đi sự tham nhũng. Và ông đã làm công thức này trúng, nên trong quá trình mấy chục năm trời ông làm, và khi chuyển giao lại cho người con trai của ông là Thủ tướng Lý Hiển Long bây giờ, thì chúng ta thấy Singapore mặc dầu là một thể chế đơn đảng mạnh, nhưng có những đảng phái khác yếu hơn dòm ngó là một phần, và đặc biệt là có thể chế mức lương cho chức vụ và cho khả năng phải được tương ứng thì bớt đi sự tham nhũng. Chính vì như vậy chúng ta mới thấy là trên bảng thang nhận thức về tham nhũng thì Singapore được con số điểm rất là cao và là đứng đầu của các quốc gia khối ASEAN. Điều đó tôi cũng xin chúc mừng cho Singapore, và điều đó chúng ta học hỏi nơi Singapore. Nhưng mà nhìn vào bảng thang này, thưa quý vị, chúng ta hãy nhớ rằng đây họ dùng cái danh từ là perceptions, tức là nhận thức thôi. Có thể quý vị nhận thức khác, nhưng mà đây là một sự đánh giá tổng hợp. Và trong thực tế ở tại Việt Nam, có thể ở những địa phương này hay những địa phương khác, hoặc cá nhân này hay tổ chức khác nhận thức một cách khác hơn, có thể cho rằng ở tại Việt Nam tệ nạn tham nhũng có thể nặng hơn và cũng có thể là sạch hơn cả Đông Timor. Đó là nhận thức của quý khán thính giả. Nhưng điều mà tôi muốn nói đây đó là khi mà nói đến vấn đề tham nhũng và những người chống cộng cực đoan lấy đây là một lý do để đòi lật đổ nhà nước Việt Nam, nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự lãnh đạo, thì họ không có một sự tham khảo nào hết. Họ nói theo cảm tính của họ, tức là cái gì họ nghĩ, họ tưởng tượng ra như vậy thôi. Nhưng nó không phải là như vậy. Như tôi đã nói là trong cái bản thống kê về tham nhũng toàn cầu đó,
thì chúng ta cũng xem thấy và thấy rất rõ, đó là Việt Nam đứng trên cả Philippines, cả Thái Lan, cả Indonesia. Đây không phải là chỉ là một thống kê của Transparency International, mà còn những thống kê khác cho thấy rằng là sự nhận định này có lẽ là tương đối khách quan, tương đối chính xác. Vậy thì tôi hỏi các bác chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, ở bên hải ngoại nói rằng là Việt Nam tham nhũng kinh khủng lắm, ghê gớm lắm, chỉ có đa đảng thì mới chặn đứng được sự tham nhũng. Thế thì đây là những con số rất rõ ràng của các cơ quan quốc tế họ đánh giá. Những nước đa đảng như là Indonesia, như là Philippines, như là Thái Lan có hơn được Việt Nam không? Có hơn được Việt Nam không? Không, còn tệ hơn Việt Nam. Thế thì câu hỏi được đặt ra, nước Singapore hiện giờ đảng Nhân dân Hành động là đảng cầm quyền từ lúc mà năm 1965 đến nay gần 60 năm trời, là một đảng cầm quyền mạnh, coi như là đơn đảng luôn. Các đảng phái khác chỉ là coi như là sự trang sức. Thế Singapore là quốc gia trong sạch nhất trong khối ASEAN thì những người chống cộng cực đoan nghĩ như thế nào? Có phải chỉ vì đơn đảng là có tham nhũng không? Hay cả những cái chuyện gì khác? Ở nơi nào cũng có những mặt tiêu cực, nhưng chúng ta cần phải xây dựng để chặn bớt tiêu cực và phát triển những tích cực hay không? Có phải vậy hay không? Nên đừng có lấy cái lý do là vì Việt Nam tham nhũng nên là quy tội cho Đảng Cộng sản Việt Nam tất cả rồi đòi lật đổ là không có đúng. Tham nhũng là một tiêu cực có mặt ở trong tất cả cơ chế trên thế giới này. Đơn đảng hay đa đảng đều có tham nhũng. Vấn đề đó là cá nhân hay là những người lãnh đạo có dám làm sạch sự tham nhũng đó hay không? Tôi nói thí dụ luôn. Ở Trung Quốc, hiện giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc là toàn quyền. Dưới thời của ông Tập Cận Bình là phát động chiến dịch làm sạch. Thì Trung Quốc bây giờ về vấn đề mà chỉ số tham nhũng còn thấp hơn nhiều quốc gia ở Liên Âu. Và ngay cả Mỹ, Mỹ cũng tham nhũng hơn cả Trung Quốc nhé. Nên đừng lấy lý do tham nhũng để rồi đòi lật đổ thể chế đơn đảng. Và mắc cười nhất đó là chính những người chống cộng cực đoan khi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch đốt lò làm sạch guồng máy thì họ lại quy tội cho là chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, vì ông là người đứng đầu, tội quy vô trưởng, quy vào trách nhiệm cho ông. Rồi cũng lại cái thói cũ la làng lên là Đảng Cộng sản Việt Nam bản chất thối nát nên cần phải lật đổ. Thì đúng, quý khán thính giả thấy họ là những con người bẩn bựa, cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo là ở chỗ đó. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả về chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 do Transparency International đưa ra. Tôi nghĩ rằng nó đã nói lên rất rõ ràng, cơ chế đơn đảng hay đa đảng đều có những tiêu cực, và chưa chắc đa đảng hơn cả đơn đảng trong vấn đề tích cực, mà nó do tùy những người lãnh đạo cầm quyền giải quyết như thế nào. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.